Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Thưa với các bác thì hôm nay là cái chậu mà nhất thiên kiếm của em đấy. Hôm nay là ngày 28 tháng 7. Thì nó đã nở, gần như là nở căng rồi. Tức là cái cần hoa này có khoảng 15-16 bông thôi. Và đến bây giờ thì nó chỉ còn có 3 bông. Và nó đã nở hết rồi. Thì em xin quay gửi đến các bác cùng chiêm ngưỡng. Thì sau 3 ngày các bác ạ, thưa các bác, thì bắt đầu từ ngày hôm 26 rồi 27 và đến hôm nay thì ngày 28 thì nó đã nở gần như là đã là trọn vẹn rồi. Thì em xin quay gửi đến các bác cùng ngắm cái mặt bông của cái bông nhất thiên kiếm. Cánh mai rất là đẹp. Cái lưỡi thì to, tròn, hơi cuộn. Cánh thì mai, cánh thì rất là tuyệt vời. Nói chung là riêng cái bông hoa này và cần hoa này thì em dám khẳng định với các bác là đẹp hơn Phan Trí luôn đấy. Với cái kết cấu bông hoa này và kết cấu cần hoa rất là tuyệt vời. Hôm nay thì em lại vừa đi làm về và thấy nó nở đẹp quá thì em lại lên cầm cái máy quay cũng như là chia sẻ với các bác, mời các bác ngắm. Hôm vừa rồi em có quay và đưa lên thì có mấy bác hỏi giống, nhưng mà cái loại này năm ngoái em mua được có một thân các bác ạ. Em mua được có một thân chăm sóc rồi nó ra được hai thân. Và năm nay thì được 3 cái măng, bên này 2 cái măng. Và đây một cái măng to thì thành thân rồi. Nên là chưa có để chia sẻ cho mọi người. Em sẽ cố chăm sóc từ giờ đến cuối năm 3 cái măng này nó thành 3 thân. Và nó đẻ ra thì chắc là sang năm thì sẽ có chia sẻ cho các bác sưu tầm. Thưa với các bác là em cũng ngỡ ngàng và cũng giật mình thấy là một cái bông lan kiếm nó quá đẹp, màu vàng sáng rực, lưỡi thì trắng ánh hồng, hơi hồng nhẹ, rất là đẹp. Rất tiếc rằng là cái cần hoa này của em thì hôm nay nó ra được có hơn 10 bông và nó ngắn các bạn, nó chỉ ngắn được khoảng 40-50 cm, còn nếu mà dài được 1 mét và nó đạt lên tới khoảng 30 bông thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa. Và em sẽ cố gắng chăm sóc cái cây này đến sang năm sẽ có một chậu và nó sẽ cho ra những các cái cần hoa đẹp nhất. Còn là bên cạnh đây thì các bác đang ngắm một cái bông tình kiếm của em này. Tình kiếm bông này thì màu vàng đồng, thuộc vào là bông mắm nhưng mà khá là đẹp. Buổi chiều cái ngày bây giờ là tầm gần 6 giờ rồi, hôm nay 6 giờ chiều, 18 giờ, ngày 28,
em quay gửi lên các bác. Thân thủ thì rất đẹp, thân thủ thì to, lá bản lá cũng khá to, nhưng mà lá nó thì nó cũng cứ lòng vòng như kiểu Huế ấy các bạn. Một là cây lan mà của các bác ở ngoài Hà Nội trời đã lâu rồi. Thì thực ra mà nói thì em thích mà sưu tầm, và nhất là những các cái gì mà cái cây gì mà nó gắn bó với người ta lâu năm, với con người của mình lâu năm thì rất là quý. Được các cụ sưu tầm cũng như là chơi, có khi nó không đẹp bằng những các cái bông này, nhưng mà nó có một cái nét văn hóa rất là riêng, và nó có những các cái lịch sử, cái tích, những cái gắn liền với cái người chơi cũng như là cái người sưu tầm về chơi theo cái hình thức đam mê. Còn bây giờ thì lan kiếm thì đã về với cái giá trị thật của nó rồi, và thậm chí là bây giờ là nó nói thật với các bác ấy, là bây giờ nó không phải là giá trị thật nữa, mà bây giờ là nó xuống dưới cái giá trị thật rồi. Vì để mà chăm sóc ấy, em xin thưa với các bác, để mà chăm sóc được một cái cây lan to đẹp, chúng ta phải mất ít nhất là phải mất một năm trời mà chúng ta mới chăm sóc được, vừa tiền phân thuốc, vừa tiền giống. Thế mà chúng ta chăm sóc đi, chúng ta bán với một cái giá tiền nó không đáng bao nhiêu cả. Thế thì em hỏi là như chúng ta chăm sóc cả một năm trời, cũng như là chúng ta phải mua giống, còn lại là do là nó thủng đáy, nó không đúng ở cái giá trị của cái cây lan nữa, là vì bây giờ là một số người là bán tháo đi thôi, bán tháo, một số người đầu tư, và một số người thì không thích lan nhưng mà vẫn đầu tư vì cái lợi ích kinh tế. Và đến bây giờ thì khi mà nó rẻ, nó vỡ trận rồi thì người ta bán tháo nó đi, thì giá nào người ta cũng bán. Do vậy mà cái cây lan là nó bị thủng đáy, và nó không còn nằm ở cái giá trị thực của nó nữa, mà nó nằm dưới cái giá trị thật của nó. Vâng, và xin thưa với các bác là cái gì nó đã vỡ mà gỡ lại được thì còn lâu ạ. Nói chung là sẽ 1-2 năm, phải 2 năm sau. 2 năm sau, với những người mà không yêu mến cái cây lan ấy, với những người mà không say mê, thì sẽ để cho nó chết và sẽ vứt bờ vứt bụi, cũng như là và cây lan thì nó là một cái cây hoa. Do vậy mà chúng ta nếu ai là những người mà yêu thích, yêu quý mà chăm sóc được những các cái chậu lan to đẹp, và khi mà nó nở ra những các cái cần bông như thế này, thì đến một lúc nào đấy hết cái cơn hết cái dịp mà vỡ trận này, thì mọi người thì lại sẽ yêu thích cái cây lan thôi. Toàn xã hội thì người ta quan tâm đến cái cây lan nó bị sốt, nó bị thổi giá, và bây giờ thì nó vỡ trận. Và nó vỡ trận thì không ai đầu tư nữa, không ai, người mới chơi người ta cũng không chơi nữa, nên tự nhiên cây lan nó đâm bị ghét ra. Một số người thì mất nhà, mất cửa, mất nghiệp. Nhưng mà nó là một cái cây hoa, nó tô điểm cho cái cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà
hàng năm nó trổ hoa, rồi sẽ có những các cái chậu lan đẹp. Thì nó là một cái hình thức giải trí thì cũng sẽ mang đến cái tình yêu mến cho con người của chúng ta nhanh thôi. Nó không như cây cảnh các bạn, cây cảnh thì nó chậm hơn. Nhưng mà cây lan thì nó có hoa và nó mang một cái yếu tố là xả chét đối với những người mà chơi, cũng như là đặc biệt là những với những người mà đam mê thì không nói rồi, thì nó rất là tuyệt vời. Thôi vậy em xin chào các bác nha. Hôm nay em lại cầm máy quay, xin gửi đến tâm sự trò chuyện với các bác một chút cho nó vui. Mời các bác ngắm lại những các cái cần bông. Hôm nay thì em có mấy cần bông, đó là nhất thiên kiếm và tình kiếm, khá là đẹp, rất là tuyệt vời. Mời các bác ngắm lại. Mặt bông của nó tuyệt vời luôn, bông nào cũng như bông nào luôn, bông đầu cũng như bông cuối. Bông nào cũng cứ như bông nào vậy. Vâng, thôi em xin chào các bác, xin hẹn gặp lại các bác ở các cái video khác.